Là nơi sinh sống của phần lớn các hộ người dân tộc Mông, hiện bản Cát Cát, xã Hoàng Liên, thị xã Sapa vẫn còn lưu giữ được nhiều nét độc đáo trong văn hóa tín ngưỡng. Ngoài các nghề truyền thống thì người Mông ở Cát Cát còn gìn giữ được những nếp nhà cổ hấp dẫn du khách. Nếp nhà này đã gắn bó với gia đình bà Vàng Thị Tùng hơn 60 năm. Nhà gỗ, mái bằng làm gỗ pơ mu, nền đất. Đây là một trong hai ngôi nhà cổ truyền thống ở Cát Cát vẫn còn giữ được nét nguyên bản, đặc trưng trong kết cấu kiến trúc của người Mông. Sinh ra lớn lên và già đi ở đây, ngôi nhà này có nhiều kỷ niệm lắm. Chỗ này, chỗ kia xây nhà, nhưng mình chỉ thích ở nhà này thôi, vì muốn giữ lại ngôi nhà cổ này để con cháu được biết truyền thống của dân tộc mình. Trong ngôi nhà cổ, gia đình bà Tùng vẫn giữ nếp sống sinh hoạt truyền thống của người Mông. Đặc biệt, nghề truyền thống xe lanh dệt vải, nhuộm chàm, thêu thùa đã được bà Tùng gìn giữ và truyền lại cho con cháu, trở thành điểm tham quan trải nghiệm hấp dẫn du khách khi đến với khu du lịch Cát Cát. Tôi đến bản của đồng bào người Mông ở thị xã Sapa. Tôi thấy bà con vẫn giữ được những cái nét truyền thống của ngôi nhà xưa, là mái ngói, nền đất, nét sinh hoạt vẫn giữ được những cái nét truyền thống của bà con. Tôi rất là thích và rất là ấn tượng. Đến đây tôi rất ấn tượng với kiến trúc trong căn nhà của người Mông. Tôi còn được trải nghiệm tìm hiểu nghề truyền thống dệt vải, nhuộm chàm. Thực sự rất ấn tượng. Cùng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, thì bản sắc văn hóa độc đáo của Cát Cát luôn là điểm nhấn thu hút du khách. Bởi vậy, việc tuyên truyền vận động nhân dân bảo tồn, lưu giữ nét đẹp truyền thống trong đời sống luôn được thị xã Sapa chú trọng. Mặc dù là cái việc mà khai thác các cái giá trị văn hóa để phục vụ cho du lịch chưa đi được đến cái mức mà tổng thể trọn vẹn như chúng tôi mong muốn, nhưng đây là một cái hướng đi đúng, và trong thời gian tới thì thị xã Sapa sẽ tiếp tục phối hợp cùng với các cái chuyên gia trong các cái lĩnh vực khác nhau để tiếp tục hỗ trợ bà con để khai thác một cách tốt nhất, một cách hiệu quả nhất các cái giá trị để phục vụ cho du lịch. Theo thời gian, những ngôi nhà cổ rêu phong với những mái làm bằng gỗ thông, nhà đất trình tường ở Sapa không còn nhiều. Để phát triển du lịch theo hướng bền vững thì việc gìn giữ, bảo tồn, giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc là hết sức cần thiết. Điều này không chỉ giúp người dân gìn giữ, bảo tồn nét đẹp trong văn hóa vốn có mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho bà con.